Xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay Khanh sẽ làm một bài video về hướng dẫn chiếc chìa khóa của Santa Fe 2021 hoàn toàn mới. Thì nó có những điểm thay đổi gì, có những gì hay, mời quý anh chị theo dõi trong video giúp giùm Khanh. Đối với các xe Santa Fe bên Khanh bán ra đều bảo hành 5 năm trên hệ thống Hyundai trên toàn quốc. Quý vị và các bạn sử dụng xe tại chỗ Khanh bán ra cũng giống như sử dụng thương hiệu Hyundai sẽ yên tâm hơn rất là nhiều so với thời gian trước chỉ bảo hành 3 năm. Những anh chị đang theo dõi kênh, nếu cảm thấy những video của Khanh chia sẻ hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Và nếu có nhu cầu về mua xe Santa Fe và các xe của Hyundai, đừng quên số hotline bên Khanh 0788 555 444. Bên Khanh sẽ cập nhật chương trình khuyến mãi cũng giống như thời gian giao xe dành cho tất cả quý anh chị, và có các chương trình trả góp đi kèm với lãi suất hấp dẫn giữ dài, giữ lâu từ 5 năm đến 7 năm không đổi. Có rất là nhiều chương trình để quý vị và các bạn lựa chọn. Bây giờ Khanh sẽ đi vào chi tiết xem chiếc xe Santa Fe này có những gì mới. Trên tay Khanh đây, đây là chiếc chìa khóa rất là thông thường của một chiếc xe Hyundai. Đây chiếc chìa khóa và được thiết kế là mẫu mới. Thì đối với Santa Fe mẫu mới, chiếc chìa khóa, cái phôi nó mới hoàn toàn luôn. Thì ở phía sau nó sẽ có một cái chìa khóa cơ. Ở phía sau đây thì mình sẽ có một cái nút bấm. Anh em mình thấy không ạ? Thì đây là chiếc chìa khóa cơ để phòng trường hợp là mình không còn pin trên chiếc chìa khóa này và mình vào trong xe bằng chiếc chìa khóa cơ. Đây, đây mình gắn lại. Bình thường nó là cái đuôi chìa khóa của gia đình mình luôn á. Thì đối với một chiếc xe Santa Fe hoặc là các xe khác đi về, chiếc chìa khóa remote này sẽ sử dụng từ 3 năm, 4 năm, có khi 5 năm, cũng có khi 2 năm, cũng có khi 1 năm là hết pin. Rồi, và pin chiếc chìa khóa này thì thay rất là rẻ. Thì bên Khanh làm một cái video clip chia sẻ cho tất cả anh chị em mình rồi. Cái pin của chiếc chìa khóa này mua dao động từ 10.000 đến 40.000 là hết cỡ. Rất là rẻ luôn và mình có thể tự thay ở nhà. Rồi. Đây là chiếc chìa khóa. Thì Khanh xin phép giới thiệu lại các tính năng trên chiếc chìa khóa của Santa Fe mẫu mới. Đầu tiên là lóc cửa. Thì khi quý khách hàng bấm lóc cửa lại thì nó sẽ nhá đèn lên một cái và gương hậu nó sẽ tự động xếp lại. Đây là nút mở lóc cửa, nó nhá đèn một cái và gương hậu bung ra. Đây là mở cốp sau. Thì sử dụng mở cốp sau bằng cách là mình đè giữ. Đây, bây giờ Khanh mời anh chị em mình đứng ở phía đây để mình xem coi phần cốp nó mở như thế nào. Để mở được cốp sau, đây là phần cốp xe. Thì không nhất thiết mình phải đứng ngay cốp. Đối với cái khoảng có thể bấm được trên chiếc chìa khóa thì nó khoảng 100m, có khi 140m cũng bấm được, có khi 70-80m mới bấm được. Đó là phụ thuộc vào năng lượng, tức là năng lượng trên pin nó còn lại. Và cái khoảng cách từ mình cầm chiếc chìa khóa cho tới chiếc xe thì có vật cản hay không. Vật cản thì nó bao gồm có tường nè, cây cối nè, xe vân vân. Nếu mà một cái khoảng trống không thì nó có thể lên trên 100m là chuyện bình thường. Rồi, để mở cốp thì mình sẽ đè giữ chữ nút mở cốp nè, chữ hold nè, đè giữ, đè lâu. Rồi, cốp xe sẽ mở lên. Nếu mà mình muốn đóng lại thì mình cũng đè giữ cốp, đè giữ nút mở cốp. Rồi, cốp xe sẽ đóng lại. Rồi, như vậy thì cốp xe đã được đóng rồi. Và cả 3 phiên bản Santa Fe tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp đều được trang bị cốp điện. Đối với mẫu mới 2021 này, cả 3 phiên bản đều có. Và cả 3 phiên bản đều có chức năng đề nổ từ xa. Đây, cái phím hold là dùng để đề nổ từ xa. Bây giờ Khanh sẽ đề nổ thử xem cho mình chức năng đề nổ hoạt động như thế nào. Và rất là nhiều anh em hỏi Khanh là nếu mà đề nổ từ xa thì đề nổ được bao xa. Bao xa nó phụ thuộc vào cái remote của các bạn. Remote của các bạn nếu mà còn đủ pin thì giống như ban đầu Khanh nói, mình bấm lóc cửa được là mình đề nổ được. Mình bấm lóc cửa được, mình mở cốp điện được. Thì nó có thể là 70-80m, 100m, cũng có thể 20-30m nếu mà cục pin của các bạn nó yếu. Để đề nổ từ xa thì mình sẽ bấm lóc cửa 2 lần. Nếu mà chiếc xe của mình có nhá đèn lên, tức là nó báo hiệu là chiếc xe đang sẵn sàng. Trong trường hợp nếu các bạn bấm lóc cửa lại 2 lần mà không có cái đèn nào nhá lên, tức là đèn xi nhan nó không nhá lên, tức là cái chiếc xe của mình nó đang bị hở cửa. Bây giờ Khanh sẽ mở cái cửa ra nó hở nè. Thì khi mà gia đình mình bấm lóc cửa lại á, quý vị và các bạn nhìn vào phần đèn xi nhan giúp giùm Khanh. Thì Khanh bấm lóc cửa lại nè, bấm không được.
Thì bây giờ mình phải đi vào trong xe, đóng lại. À, mình bấm lóc cửa lại, nó sẽ nhá đèn lên. Như vậy thì cái xe, nguyên tắc hoạt động của nó là đề nổ thì cửa phải đóng, kể cả cốp cũng vậy. Rồi mình để mình đề nổ thì mình phải bấm lóc cửa 2 lần, giống như Khanh chia sẻ, và đè giữ chữ hold. À, nếu anh chị em mình không lên xe thì 10 phút sau tự động cái chiếc xe nó sẽ tắt máy. Còn mình muốn tắt máy từ xa thì mình cũng đè giữ chữ hold lại thì nó sẽ tắt máy từ xa. Rồi, đây là tất cả các chức năng có trên chiếc chìa khóa. Và riêng phiên bản cao cấp sẽ có thêm cái thẻ từ. Đây, cái thẻ từ. Cái thẻ từ này sử dụng giống như là chiếc chìa khóa, tương tự như chiếc chìa khóa luôn, nhưng nó không có các nút mở cốp và đề nổ. Thì cái thẻ từ này anh chị em mình để trong ví, trong bóp. Rồi, mình cứ để trong ví, trong bóp thôi. Rồi, sẽ không có nút bấm nha. Cái thẻ từ này là nó là nguyên một cái thẻ từ luôn. À, và ở phía trong đây này là nó có pin và có thể sạc bằng không dây. Đây, vị trí sạc không dây. Và nhà sản xuất họ khuyên rằng cái thẻ này mình nên sạc một tháng một lần. Cái thẻ từ này sẽ giúp cho chiếc chìa khóa nó gọn hơn rất là nhiều. Và những anh chị em mình không thường sử dụng chức năng đề nổ từ xa hoặc là mở cốp từ xa thì mình có thể sử dụng chiếc thẻ từ này để trên người. Rồi, như nó như một cái thẻ ATM vậy á. Độ dày của nó thì nó sẽ dày hơn cái thẻ ATM, bằng hai cái thẻ ATM gấp đôi lại. Rồi, đây là cái mặt trước. Còn chiếc xe phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không có cái thẻ từ này. Và nếu mà xe phiên bản đặc biệt muốn nâng cấp lên thẻ từ thì vẫn có thể nâng cấp được. Rồi, cái thẻ từ này nó sử dụng tương tự giống như chiếc chìa khóa, cứ để trên người thôi. Bây giờ Khanh bỏ chiếc chìa khóa ra. Bây giờ cái thẻ từ này Khanh để trên người. Đấy. Bây giờ mình vào trong xe thì cái thẻ từ nó sẽ không có chức năng bấm nút trên cái thẻ. Chính vì vậy mình đi vào thì giống như chiếc chìa khóa để trên người thôi, thì nó sẽ gọn hơn chiếc chìa khóa. Thì đối với Santa Fe nó có chức năng là chào mừng, có nghĩa là khi mình đến thì cái gương hậu nó sẽ tự động bung ra, tức là nó chào mừng mình. Rồi, mình bấm mở lóc cửa. Đấy. Và mình vào trong xe mình đề giống như là một cái chiếc chìa khóa bình thường. Đây, Khanh vào trong xe. Đã có tín hiệu vệ tinh. Rồi, mình bấm nút và đề nè, bấm nút đề. Rồi, lái bình thường thôi. Rồi, cũng tắt máy. Và đi ra ngoài thì khi mà mình tắt máy, do cái xe phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp nó có chức năng là nhớ ghế. Chính vì vậy thì khi mà mình tắt máy, cái ghế nó sẽ thụt ra để mình có thể ra vào ở chỗ này nó thoải mái hơn rất là nhiều. Rồi, cái thẻ từ này anh chị em mình là sẽ sử dụng là sạc không dây và sạc trên chiếc xe mình luôn. Trên chiếc xe có chỗ sạc không dây. Rồi, cái thẻ này cũng tương đối đắt nha. Rồi, không có rẻ đâu. À, nếu anh chị em mình thích về công nghệ thì mình có thể sử dụng và trang bị thêm trên phiên bản đặc biệt. Rồi. À, bây giờ trong trường hợp mà cái thẻ này hết pin hoặc là cái chiếc chìa khóa hết pin thì mình sử dụng như thế nào? Bây giờ chiếc chìa khóa hết pin. Khi chìa khóa này hết pin thì mình phải bắt buộc sử dụng bằng chìa cơ để mình vào trong xe. Đây, cái chìa cơ. Và chìa cơ này sẽ đút vào một cái vị trí gọi là bí mật. Đây. Cái vị trí bí mật nó nằm ở ngay cái tay nắm. Đây, cái anh chị em mình thấy vị trí này khoảng này không ạ? À, nó là vị trí bí mật đó. Thì nó được che bằng cái nắp. Thì để mở ra cái vị trí này, mình phải kéo cái tay nắm ra. Đây, Khanh đang lóc cửa nha. Cửa này lóc nè. Rồi, mình kéo cái tay nắm ra. Rồi, và mình đưa cái ngón tay vào để đẩy. Đây, mình thấy không ạ? Rồi, thì mình nhìn phía trong đây nó sẽ có cái vị trí để chìa khóa vào. À, mình sẽ sử dụng cái chìa khóa cơ mình bỏ vào đây để mình vào trong xe. Sau khi mà mình đã mở cái nắp ra rồi thì mình sẽ dùng chiếc chìa khóa cơ để mình đưa vào. Và mình dặn để mở cửa ra. Đây, để mình mở cửa ra nha. Anh chị em mình nhớ giúp giùm Khanh. Đây là vị trí gọi là vị trí bí mật. Dạ. Mình phải nhớ để đôi khi cái chiếc chìa khóa này nó hết pin bất kỳ lúc nào mà mình không hay. Rồi, sau khi đã mở cửa thành công rồi thì có sẽ xảy ra trường hợp là mình mở chìa khóa cơ thì xe nó sẽ hú. Bởi vì nguyên tắc là bấm lóc cửa
bấm lóc cửa bằng remote thì phải mở bằng remote. Nhưng quý vị và các bạn bấm lóc cửa bằng remote mà mình mở bằng chìa khóa cơ, bởi vì cái remote lúc đó là bấm được, bây giờ nó hết pin, thì chiếc xe của mình sẽ hú lên thì hú nó bình thường, mình đừng có lo lắng nha. Thì khi mà vào trong xe đè lên thì nó sẽ tự động tắt. Rồi bây giờ Khanh sẽ hướng dẫn mình sử dụng là đè lên bằng cái chiếc chìa khóa hết pin. Rồi mời anh em mình lên xe. Rồi đây là cái chiếc chìa khóa của mình. À, chiếc chìa khóa này là giả sử nó hết pin đi, thì khi mà vào trong xe á, mình không thể nào mình để trên người mà nó đè được và nó nhận biết được chìa khóa. Chính vì vậy mình phải đưa chiếc chìa khóa thẳng vào nút đè start off. Đây mình để thẳng vào, mình nhấn chiếc chìa khóa này vào nút start off và mình đè thẳng luôn. Đây nhấn thẳng luôn vào đè và đạp phanh thì nó sẽ đè lên. À, còn khi mà chạy có thể trong đồng hồ táp lô nó sẽ báo là không nhận chìa khóa, thì cái điều này hoàn toàn bình thường, anh chị em mình cũng đừng lo lắng. Sau khi đã coi xong video thì không biết quý khách hàng có tự tin khi sử dụng cái chiếc Santa Fe này không ạ. Khanh luôn muốn gửi đến cho tất cả quý anh chị em mình những sự tự tin khi sử dụng một chiếc xe bên Khanh bán ra. Mong rằng video của Khanh sẽ mang một cái kỹ năng mới, một cái tìm hiểu mới, một cái mà quý vị và các bạn thường không để ý đến để cho mình sử dụng chiếc xe nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi kênh. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các video clip sau. Đừng quên khi mua xe nhớ số hotline Vinh Khanh 0788 555 444. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.